Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng đang có mặt sát nhà chị Hồng Loan, và thấy cũng có rất nhiều các anh YouTube sáng hôm nay cũng đã ra sân bay để đón chị Hồng Loan, cũng như là chị Ni, cũng như là anh Ai Vũ Luân và một số các nghệ sĩ khác. Và hôm nay thì rất đông các anh em YouTube mà đã săn đón chị Hồng Loan từ tận ngoài sân bay về cho đến căn nhà ở Phú Nhuận. Đây thì mọi người thấy một cái khoảng thời gian hình như là gần khoảng 2 tuần chị Hồng Loan đi lưu diễn ở bên Úc và trở về, nhận được cái sự chào đón rất nồng nhiệt của tất cả các anh em YouTube cũng như là các cô chú bác cộng đồng mạng. Đây là một trong những cái minh chứng thể hiện được cái sự tình yêu của cô chú bác gần xa. Nó không giống như bên phía bên kia, họ có những cái bài đăng, những cái ý kiến trái chiều công kích bên phía chị Hồng Loan, cho rằng Hồng Loan là hát không hay, rồi khán giả là ngán ngẩm khi nghe chị Hồng Loan hát trên sân khấu. Và những cái chiêu trò này thì không chỉ ở chị Hồng Loan đi show nước ngoài đâu, mà ở trong nước thì nhiều lần họ cũng đã đánh tiếng như vậy. Thì chú là một người khán giả theo dõi câu chuyện tới đầu tới giờ, thì cháu có nhìn nhận và đánh giá như thế nào chú ạ? Dạ, trước tiên thì tôi đồng ý với cái quan điểm của anh. Và tôi cũng muốn nói thêm như thế này. Thì rõ ràng là phía bên họ là gì? Siêng ăn nhát làm và ganh tị. Và họ cũng muốn Hồng Loan là biến khỏi cái xã hội này, để họ vào đó họ ăn trọn cái sự nghiệp của anh Năm. Chứ thật lòng ra mà nói, ở trong cái vấn đề đây là cái vấn đề đó là Hồng Loan cũng chưa phải gọi là vỗ ngực xưng tên tôi là nghệ sĩ, mà đây là Hồng Loan là nhân vật, đó là được cộng đồng mạng thương mến, được giới nghệ thuật và bà con người ta trọng, người ta mời để đi giao lưu. Đó là cái quan trọng nhất là như vậy. Nhưng mà họ, phía bên họ là do vấn đề ganh tị nên họ là úp chụp, nói là Hồng Loan là nghệ sĩ. Nếu là có bằng nghệ sĩ thì chúng ta mới được quyền đó là phê phán ca hay, ca nhở, ca dở nhịp nhàng gì đó. Còn đây là vấn đề khách mời. Thì đâu đâu vấn đề khách mời thì người ta là như vậy đó. Là người ta trọng Hồng Loan là gì? Trọng cái vấn đề, cái đức tính của Hồng Loan, người con hiếu thảo và có cái sự gọi là thương cảm về tình anh em trong gia đình. Là điển hình như là Hồng Loan á là đã từng cu mang thành Mỹ và cu mang như bùm bùm. Đó thì rõ ràng chưa, bà con thấy trong cái lúc đó Hồng Loan cũng bị là bề bề công việc, là bị phía bên kia chà đạp các cái mưu hèn kế mọn đối với Hồng Loan. Nhưng mà Hồng Loan vẫn thương thành Mỹ, vẫn thương bùm bùm. Vậy chúng ta giả định lại, nếu như Hồng Loan như phía bên đó là kia, thì thành Mỹ bây giờ có căn nhà yên, có chỗ yên, ăn nghỉ, đồ nghỉ ngơi, đồ thoải mái, lao động, đồ đó là được hay không bà con? Hay là vẫn là kẻ cơ nhở ở nhà trọ? Rồi nếu như mà Hồng Loan như phía bên kia thì bùm bùm bây giờ như thế nào bà con? Đó, chính người ta thương Hồng Loan về đức tính đó. Và cái vấn đề thứ hai nữa là Hồng Loan lễ độ trên cộng đồng mạng. Bà con gì, cộng đồng mạng của con ơi, câu nói đó nghe hết sức là mát ruột và hết sức là tình người. Và cái thứ ba nữa là Hồng Loan là đấu tranh cái là mộ của cha mình từ cái lúc mà đó, mưa tạt gió lùa đó. Nếu như không có người con gái Hồng Loan này, mộ anh Năm bây giờ hoàn chỉnh không bà con? Hay là họ vẫn để là kêu riêu viên gạch nghĩa tình, rồi những vàng hoa, rồi bên cạnh đó là phải có một cái dĩa để là để cho mọi người để cái phong thư không? Đó thì bây giờ là người ta thấy là mừng, là người con gái Hồng Loan này hiếu thảo thì được đó là mộ của cha mình đó là tròn vẹn. Và Hồng Loan từ là người con gái nghèo, một mẹ năm con, bây giờ là vẫn là vươn lên trong vấn đề kinh tế. Và cái quan trọng nhất là cái tình người trong gia đình, là anh em của Hồng Loan được gắn kết với nhau và có cái hướng tương lai là tươi sáng. Đó là những cái đức tính Hồng Loan, nên cộng đồng mạng chúng ta là thương Hồng Loan và cũng muốn lan tỏa cái hình ảnh người con gái này cho cái bà con cộng đồng mạng, đó là những lớp trẻ là học hỏi theo Hồng Loan. Rồi bên kia họ là sao? Bên kia là như thế nào? Thì họ có những cái thái độ gọi là lấp liếm, tham lam, rồi sỉ vả, những cái lời lẽ là theo đáng lẽ là người Việt Nam không đáng có những cái lời lẽ đó và có những cái động thái đó. Thì đây là những cái vấn đề mà Hồng Loan được người ta tôn trọng, thì đó là vấn đề họ ganh ăn tức ở thôi anh ạ.
và họ muốn họ như Hồng Loan, nhưng mà không phải muốn bằng cách tham lam như vậy được. Mình phải có là cái nguồn, cái gốc là ở con người, cái tính nết từ trong lòng con người thì ở họ không có đâu. Họ chỉ biết tham lam và là họ lại làm là dựa vào anh Năm đã sống một thời gian quá dài tới hai thứ tóc rồi, rồi bây giờ muốn dựa vào Hồng Loan, nhưng mà đợt này họ ranh ma hơn, họ táo tợn hơn, là họ là sỉ vả Hồng Loan, thấy không? Suốt thời gian dài họ đó là lần cũng ngành nghênh văn hóa nghệ thuật gì đó, nhưng mà tại sao họ không biết được là người ta là mời hết show này tới show kia mà họ tối ngày sao Hồng Loan xấu này Hồng Loan xấu kia, thế là bắt đầu họ là muốn chà đạp Hồng Loan. Chứ còn thật lòng ra tôi thấy một cái sự là buồn cười, họ cũng vậy, cũng có tay chân, cũng có cái mồm nghệ thuật, mà tại sao họ lại tuôn ra những cái vấn đề mưu hèn kế bẩn, những cái lời lẽ là thiếu văn hóa như vậy đó. Rồi bây giờ là sao đó, đó là những cái mà chúng ta thấy là họ gần như là một hiện tượng xấu xa, và xã hội này cũng cần nên loại bỏ họ, nên người ta không tôn trọng. Bước đầu là người ta cộng đồng là vậy, anh là không có đạo đức, anh ăn nói không là mượt mà, không chỉnh chu, thì chúng tôi không tôn trọng anh, đồng nghĩa là không ủng hộ anh. Còn Hồng Loan thì cũng là sao, hiền ngoan và đạo đức và có tình người, thì người ta tôn trọng, người ta là ủng hộ Hồng Loan từ đó là trong nước Việt Nam, và cho tới những ông bầu xô, rồi cho tới những kiều bào, những đó là bà con ở nước ngoài, người ta vẫn tôn trọng. Người Việt Nam là vậy đó, phải có cái vấn đề lễ độ, văn hóa và phải có đạo đức, chứ đừng nên tham lam như phía bên kia. Đó là cái vấn đề trái khuấy ạ. Và mời anh có ý kiến. Dạ thì cái câu chuyện chú chia sẻ thì con cũng rất là đồng ý. Và rõ ràng là nói chung là con gái này nhờ đức cha chị Hồng Loan, nhờ đức của cố nghệ sĩ mà mới có được cái sự yêu mến cũng như là ủng hộ của cô chú bác khán giả gần xa, không chỉ trong nước mà hải ngoại nữa. Và chị Loan hồi nãy mới thấy vừa về là vừa ở sân bay bước về trong nhà là phải vào thắp nhang cho ba liền đó. Đi đâu đi chứ chị Loan, về là cũng phải thắp cho ba một nén nhang đó, giống như là con đi xa về đấy. Và con nghĩ chắc nay mai chị cũng phải lên mộ thắp nhang cho ba thôi đó, một người con mà thường ngày mà ở nhà là sáng nào cũng phải lau dọn bàn thờ, mua cà phê, rồi có khi là cúng cơm này kia, rất là chu đáo luôn. Và đây là một cái chuyến đi thể hiện được cái sự thành công vang dội của chị Hồng Loan, gọi như là một cái nghệ sĩ khách mời đấy. Được đi đi một cái show cũng hơn 10 ngày, được cái nhận sự tình yêu của khán giả hải ngoại, rất là coi như là những cái fan mà trước đây là từng là mến mộ của nghệ sĩ đó. Bây giờ thì có nghệ sĩ đã ra đi, thì bây giờ còn con gái của ông, đó là một cái điều rất là tuyệt vời luôn, đúng không chú? Thì để tiếp lời của anh như thế này, cái câu hỏi chúng ta đặt ra như thế này: bây giờ ai là người xứng đáng nối ngôi cho với anh Năm? Có phải chăng Hồng Loan? Còn ở là người cháu gái có nối ngôi, có đủ tư cách và đạo đức nối ngôi hay không? Thì rõ ràng chúng ta đã thấy rồi. Cái câu nói này tôi thật sự là nó in sâu trong người tôi. Một cái hình ảnh vô cùng là phản cảm. Khi là mùi tan tóc còn đó, anh Năm còn ở trên dương thế đó, là cô cháu gái chạy ra sỉ vả vào con người ta, là con nuôi, khi nào con nuôi mới là nhận được tài sản. Bà con thấy cái sự là tham lam nó lên tới tận đầu óc của họ. Rồi họ vỗ ngực, họ nói là họ sẽ nối ngôi anh Năm. Bà con thấy đó, họ nói như vậy có trái khuấy không bà con? Có xảo trá hay không? Đó là những cái tôi nói, những tình tiết nhỏ thôi, nhưng mà nó động tới cái vấn đề là cái lòng trắc ẩn của cộng đồng mạng, trời trọng động lòng trời đó, là loại trừ cái tình cha con của người ta lúc mà cha người ta còn vài giây ở trên dương thế này. Đó là cái sự thức đức của họ, mà họ không thể nào làm những chuyện gì để bù đắp được, nói về cái vấn đề tâm linh và cái thiêng liêng đó, thì họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Và tôi cũng có cái vài lời góp ý cùng anh và cùng cộng đồng mạng để chúng ta có nhiều cái suy gẫm ạ. Và cũng xin hết và xin chào ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của chú rất là nhiều ha. Xin hẹn gặp lại chú ở các video tiếp theo ạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ chào ạ. Dạ.